Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này quyết định trừng phạt hai thượng nghị sĩ Rubio và Cruz cùng với 9 quan chức Hoa Kỳ khác kể từ ngày hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm ngày 10 tháng 8 cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng lệnh trừng phạt nhắm vào 11 quan chức Hoa Kỳ nhằm đáp trả việc Washington trừng phạt trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam cùng 10 quan chức tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Các quan chức Hoa Kỳ bị Trung Quốc trừng phạt lần này có thượng nghị sĩ Ted Cruz và Marco Rubio, giám đốc tổ chức giám sát nhân quyền Kenneth Roth và Michael Aramowitz, chủ tịch tổ chức phi chính phủ Freedom House. Phát ngôn viên Trung Quốc tuyên bố, để đáp trả những hành vi sai trái của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã quyết định áp lệnh trừng phạt với những cá nhân đã hành xử tệ hại trong các vấn đề liên quan đến Hồng Kông. Mặc dù vậy, ông Triệu không nói rõ các biện pháp trừng phạt nào sẽ được áp dụng. Tháng trước, thì Bắc Kinh cũng tuyên bố trừng phạt hai thượng nghị sĩ Cruz và Rubio cùng các quan chức Hoa Kỳ khác sau khi Washington trừng phạt quan chức Trung Quốc vì cáo buộc phân biệt đối xử với người Duy Ngô Nhị ở Tân Cương. Quyết định trả đũa của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 7 tháng 8 thông báo trừng phạt trưởng đặc khu Carrie Lam cùng với 10 quan chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục vì làm suy yếu tính tự trị và cầm quyền tự do bày tỏ ý kiến hoặc là hội họp của người dân Hồng Kông. Lệnh trừng phạt được ban hành trên cơ sở sắc lệnh về bình thường hóa Hồng Kông đã được Tổng thống Donald Trump ký vào ngày 14 tháng 7 vừa qua. Các quan chức đặc khu hành chính Hồng Kông bị trừng phạt bao gồm trưởng đặc khu Carrie Lam, Ủy viên Cảnh sát Hồng Kông Chris Tang, cựu Ủy viên Cảnh sát Stephen Low, Thư ký phụ trách an ninh John Lee Ka-chiu, Thư ký phụ trách tư pháp Teresa Jiang, Thư ký phụ trách vấn đề lập hiến và đại lục Eric Stang, Tổng Thư ký Hội đồng Bảo vệ An ninh Quốc gia Eric Chang. Ông Triệu Lập Kiên hôm nay cũng cho rằng, biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức Hồng Kông và đại lục đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gần đây trở nên căng thẳng, đặc biệt là khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh Hồng Kông vào cuối tháng 6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia bao gồm như là ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc là các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hồng Kông vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các trường hợp nghiêm trọng thuộc về chính quyền trung ương.